Ok cho anh em ở đây mình lên cho anh em ít lưỡi câu nhé. Thì clip này mình lên cho anh em sẽ là 19 mã lưỡi câu. Cái này là mình gom thành một combo nha anh em. Đó. Thì một combo mình lên nó sẽ ra tầm khoảng 5 túi. Đây, khoảng 5 túi đến 6 túi nha. Đó. Thì những túi này lưỡi câu nó sẽ na ná nha. Đó, mình sẽ cố gắng gom lại cho anh em như vậy. Thì đa phần những lưỡi này sẽ là những lưỡi câu từ hàng thị trường Nhật về nha anh em. Đó. Thì mình bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không kịp ship lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, để gửi cho anh em mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho anh em là gồm khoảng 5 túi nha anh em. À, đây, gamma cao su mã xe số 8 nè, gamma cao su xe số 9 nè. Owner gì nè, Owen nè, owner xe số 7 nè. Yamakasu xe số 11 và Yamakasu xe số 6 đó. Thì cái xe lưỡi này thì đa phần sẽ là những lưỡi dạng chuyên về cho anh em nào câu cá bóng đục nha. Đó, cá bóng đục, cá giò, cá dìa, đó, cá gô, cá diếc. Đây, lưỡi này chuẩn câu nha anh em. Đó, để mình đo ô tập đo xe số 8 này cho anh em xem. Đó. Thì anh em có chốt thì báo mình, mình đo lại tận đủ 5 bịch luôn cho anh em xem nhé, chứ lên clip thì đo một lần 5 bịch thì sẽ rất là lâu. Đó. Đây thì số 8 nó sẽ nhỏ như thế này nè. Đó. Đây thì ô tập của mình đo sẽ là ô tập là 8 mm anh em. Đó, ô tập 8 mm thì đây nó thì một ô nhỏ của mình sẽ là 2 mm. Thì ô tập này nó đi chiều ngang bằng khoảng hai ô nhỏ gửi thì nó rơi tầm khoảng 5 mm nè, chiều cao là 16 nhé. Đó. Lưỡi này thì chiên cá bóng đục nha, cá bóng đục, cá giò, cá dìa, cá gô đồng. Đó. Rồi giá mã số 1 giá sẽ là 100k nha anh em, 5 túi. Tiếp theo mã số 2, mã số 2 vẫn vậy, lưỡi dạng lưỡi nhỏ cho anh em câu cá bóng đục nè. Mã số 2 thì có 1 2 3 4 5, khoảng là 5 túi luôn. Đó, lưỡi owner nè, nó sẽ số 6 nè, gamakasu sẽ số 7 nè. Đó. Lưỡi này câu cá gô đồng, cá bí là gô bí là ngon lành, lưỡi khá là nhỏ nha. Lưỡi on xe số 9 nè, đó, vẫn là lưỡi gông dài. Lưỡi này thì nó có ngạnh ngược trên lưng nha anh em. Đây, đó, đây ngạnh ngược trên lưng giúp cho anh em giữ con mồi tốt hơn nha. Lưỡi gamakasu xe số 6 nè, đó, gamakasu xe số 8 nè. Đây, lưỡi gồng cong thế này, câu cá bóng đục rất là ngon nha. Đó. À, thấy không? Được 5 túi thì bỏ đầu một túi này thì mình bán với giá thì cũng có 20.000 một túi thôi. Đó, đây mình đo cái xe lưỡi này cho anh em xem. Đó. Thì anh em mua một đơn mình quản ship nha anh em. Đó, giá ship bên mình sẽ là 30k. Lưỡi gamma thì anh em yên tâm, nó rất là bén này và xịn đó. Đây, lưỡi này lưỡi bén ngót luôn nha anh em. Đây, rất là bén nha. Đây, ngon lành. Đây nè, phẩm ở đây, à, cái này cao cá bóng đục là ngon lành nhá, à, cá hành, cá cháp, à, cá nông, câu rất là đã. Rồi giá công khai mã số 2, giá cũng là 100k nha nè, 100k mã số 2. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 vẫn là lưỡi gamakasu nè, à, 7.5 nè, gamakasu số 8 nè. Đây lưỡi này rất là đã, lưỡi này câu gô đồng ngon lành. Gamakasu số 7.5 nè, đây ngon lành nhé. Gamakasu xe số 10 và lưỡi này lưỡi đỏ, nó sẽ có ngạnh ngược trên lưng nha anh em. Đây, đó, ngạnh ngược trên lưng nhé. Gamakasu xe số 9 nè, câu gô đồng ngon lành. Đó. Thì cái này câu gô đồng, cá chê vàng nhé, gô đồng cá chê, khoảng là 5 túi. Giá một túi này giá cũng là 100k nha anh em, 100k. Đó, cho anh em câu gô đồng, cách cá phi. Đó. Thì ở khu vực mình câu mấy loại cá đó nha anh em. Ở khu vực anh em câu cá nào thì anh em cứ để cái xe lử mà anh em đang câu á vô tập là anh em biết liền. Đó, không phải để ngón tay của mình. Đó. Đây, để đây cho anh em xem. Để anh em. Đây, ngon lành nhá. Đó. Xe này chuẩn như thế anh em câu gô đồng nhá, gô đồng.
cái đồng cá chép vàng ngon lành đó, rất là đã nha. Rồi giá mã số 3, giá cũng là 100k nha. Và clip này thì nếu mã thì một loại này mình cho chỉ có một cái, một giống như mã số 3 này thì mình chỉ có mã số 3 thôi nha nè, chứ không có thêm nữa nha. Đó. Tiếp theo mã số 4, à, mình đánh số lộn vậy. Mã số 4 gửi cho anh em vẫn là lưỡi Yamakasu nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4. Cái bịch này 4 túi nha nè. Mã này 4 túi. Nhưng mà mã này được cái là sẽ có cái bịch này nè, bịch này rất là nhiều lưỡi nha. Đây. Cực kỳ nhiều luôn. À. Bịch này cũng ok. Bịch này cũng ngon lành đó, đều là cái này đều là gửi gọng lần gỡ lửa gọng dài cho nhanh nè đó. Đó. Yamakasu xây số lửa QH nè, lửa đỏ xây số 9 lửa gọng dài, cái này dạng chiên cho bóng đục nha, bóng đục gô đồng chơi quang đó. Để mình đo cái lửa xây số 9 này cho anh em xem lửa đỏ. Mã số 4 này mình bán với giá cũng là 100k luôn nha nè, 100k một. Lưỡi đỏ nha, rất là bén nha, lưỡi này là đều lưỡi có ngạnh hết trơn nha nè. Đó. Xe lưỡi nữa đây, để đo tập cho nè xem. Đó. Đây. Đó. Chuẩn câu có móng đục nha nè. Đó. Ngon lành. Rồi để mình qua mã khác nha, qua mã số 5 để mình đánh lại số này cho anh em dễ tiếp. Đó. Rồi ok anh em, tiếp theo sẽ là lận số số 5, mã số 5 thì mã số 5 gửi cho anh em được là 1 2 3 4 5, 5 túi nha anh em. Đó. Có cái túi số 9 này nhiều lắm nha anh em, rất là nhiều luôn nha. Đây. Đây, cực kỳ nhiều. Đó. Thì Yamakasu xe số 8 nè, Yamakasu số 7 nè, xe số 7 Yamakasu này lử dạng phơm chino nha anh em, phơm châu nè đó. Yamakasu xe số 8 nè, lử này thì nó có sẽ có ngạnh ngược trên lưng nè đó. Yamakasu xe số 9 nè, lử hoàng nha, lử này nhiều lắm, bịch này nhiều lắm đó. Yamakasu xe số 7 đây, nhỏ nè đó. Thì giá mình bán vẫn vậy nha anh em, giá mình bán một mã này giá là 50k nha, không, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 5. Thì những xe lử số 7, số 6, số 7, số 8 này nãy mình cũng đã đo rồi, nên mã này mình học đo trong một tập nhé. Rồi mã số 5 là 100k. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 gửi cho anh em là Yamakasu xe số 8 nè. Đó. Lữ này của hàng Nhật, lữ số 12 nè đó. Đây. Đó, lữ Owin nè, Owin này xây số 7 nè. Đây lữ Yamakasu số 1 nè đó. Và đây là Yamakasu xây số 1 đó. Cái Yamakasu số 1 lữ vàng và cái lữ trắng nè đó. Để mình đo cái lữ này cho anh em xem đó. Lữ Owin đó. Xây số số 7 thì bịch này nó cũng có là 5 túi nha nè, giá cũng là 100k. Đa phần những mã này lên cho anh em là đa phần sẽ là câu cả gô đồng, cả bóng đục nha, cá chiêu vàng, cá giết. Lử xe lử đây nè, lử quăng là lử có ngạnh nha, lử kỳ bén nha. Anh em miền Tây thì có thể xách đi câu cá miền Dinh cũng ngon lành đó. Bán cũng bán nhiều anh em câu cá mè dinh này, cá trắng này câu rất là ngon nha. Đây phơm lửng nó thế này và lửng này rất là bén nha, lửng Nhật thì rất là bén này. Ngon lành nha. Rồi giá công khai mã số 6 giá là 100k nha nè, 100k mã số 6. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 gửi cho anh em vẫn là lửng gà Nhật nè, Owin nè, lưỡng số 9 nè, Owin xe số 8 nè, có ngạnh ngược nè, Yamakasu xe số 7 nè, lưỡi gọng dài, nó để trên đây là cá hồng, cá gì nè nè, lưỡi Yamakasu xe số 12 và Yamakasu xe số 10,
Đó. Thì cái này cũng có là 1 2 3 4 5 5 túi nha. Rồi, giá mã này giá cũng là 100k nhé. Để mình đo gam cao su số mưa này cho anh em xem. Đó. Tôm lửng nó thế này. Đó. Lửng này câu bóng đục, câu vô đồng mà ngon lành. Cái này anh em câu bằng con mồi mà dạng mồi trùng á, mồi trùng hay mồi giấy á, rất là ngon nhé. Có phơm lửng này giữ mồi thì rất là tốt. Đây, lửng lên nè. Ngon lành nha. Rồi, giá vẫn vậy nha anh em. Giá vẫn là 100k, mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gửi cho anh em là lửa Gamakatsu xe số 9 nè. Đó. Cái này bịch này một đống luôn. Gamakatsu xe số 9 luôn. Đó. Gamakatsu xe số 9. Gamakatsu xe số 10. Gamakatsu xe số 8 nè. Đó. Thì mấy cái lửng này thì nãy mình cũng có đo rồi. Đó. Đây, xe số 8 này có ngành ngược trên lưng nha anh em. Đó. Lửa rất là xịn nha. Đây. Lửng thì phơm nó sẽ na ná nhau. Đó. Rồi, giá mã số 8 giá là 100k nha anh em. 100k mã số 8. Tiếp theo lên đây. Lên đây là sẽ là một số lửa bự nè anh em. Đó. Tiếp theo là lửa số 9. Lửa số 9 gửi cho anh em là một bịch nè. Đó. Bịch này của hàng Nhật nè, Mensapen. Đó. Gamakatsu xe số 13 nè, đó. Gamakatsu xe số 13. Lửa này lửa Gamakatsu lửa đỏ nha anh em. Đó. Lửa này hàng của hàng OVH nè, Onuin nè. Đó. Lửa có ngạnh nha, gọng dài. Rồi, để mình tháo ra mình đo cái xe số 13 cho anh em xem. Cái này mình có 1 2 3 4 5 5 túi này, giá là 100k nha anh em. Đó. Lửa này về cho anh em câu cá tra cũng được nè, câu đài, câu phi. Đó. Rất là bén nha. Cái lửa này thì mình bán cho một số anh em câu dạng câu cá cóc anh em, mùa này miền Tây cá cóc về cho anh em câu cá cóc ngon lành nha. Đây phơm lửa đây rất là bén nha, ngon lành nha anh em. Đàng hoàng chỉnh chỉ cho anh em xem. Đây, đó. Nó hơn một tập nha anh em. Cây lửng này chiều ngang nó tầm khoảng 10 mm nhé. Đó, một tập của mình là 8 mm. Cái này hơn một tập tí gần khoảng 10 mm. Đó, lửng câu ngon lành nhé. Rồi, giá mã số 9 giá là 100k nha anh em. Đó. Tiếp theo mã số bừng, mã số bừng gửi cho anh em là lửa Gamakatsu lửa số 14 nè. Đó, lửa này về cho anh em săn hàng nhé. Lửa Owin lửa số 11, lửa số 11 lửa bự nha anh em. Vẫn về cho anh em săn hàng. Lửa Gamakatsu lửa số 15, lửa gọng dài nhé, chuyên chỉ với các cá nóc. Lửa Gamakatsu xe số 15, cái này các form khác nha anh em, hai form này khác nhau. Gamakatsu xe số 15. Đó. Cái này có 1 2 3 4 5 túi nha anh em. 5 túi này. Thì 5 túi này bán với giá là 100k nha anh em. Đó. Rất là ngon nha. Anh em mua việc cũng khá là ngon hơn. Đó. Anh em được nhiều xây lử, câu nhiều thể loại cá khác nhau. Đây, mình đo cái xe số 14 cho anh em xem. Lử nó thế này. Lử đen nhé. Và form nó sẽ cong thế này. Đó, rất là bén nha anh em. Đó. Đây ngon lành nhá. Quá ok luôn. Rồi giá mã số mừng giá vẫn là 100k nha nè, 100k mã số mừng. Tiếp theo mã 11. Ở 11 gồm 1 2 3 4 5 5 túi nha nè. Đây, lửa Gamakatsu Pomchino, lửa số 3 nè.
lưỡng khá là bự nha. Lưỡng này thì chiên cho anh em câu chép, câu chanh, câu cháp nha, câu phi đó. Kamakatsu size số 10 nè anh em, size số 10, size số 3 nó là ná nhau nè, đó thấy không đó. Lưỡng này dạng chữ U đó. Kamakatsu size số 12, form này form ngạnh công vô đó, cái này đánh cá sống nè, săn hàng đó. Kamakatsu size số 13 và lưỡng under size số 16, lưỡng Owin size số 16 đó. Để mình đo cái size số 3 này cho anh em xem. Cái này khoảng có 5 tuổi nha nè, 5 tuổi, giá cũng vậy nha, giá cũng là 100k luôn đó. Phơm lưỡng đây nè, lưỡng này có ngạnh ngược trên lưng luôn nha nè, có ngạnh ngược trên lưng luôn đó. Câu hành, câu cháp ngon lành nha. Anh em câu phi săn hàng, hôm nay anh em câu cá chép. Phơm lưỡng đây, bằng ô tập nha nè đó. Rồi, giá công khai vẫn vậy nha, giá cũng là 100k nha nè. Rồi, ok, tiếp theo sẽ là mã số 12 nha nè, 12. 12 gửi cho anh em là vẫn là lữ Kamakatsu nè, đó. Lữ size số 12 luôn, đó. Form này là form dạng form cho anh em câu biển nè, săn hàng nè. Đây, form nó thế này. Đó. Lữ Kamakatsu size số 14. Lữ Owin size số 15. Lưỡng này có ngạnh ngược trên lưng nha anh em, lưỡng này rất là xịn nhá. Đây, Kamakatsu size số 16-18 đó. Một bình lưỡng hồng này, lưỡng hồng này cho anh em coi biển nha, đó, săn hàng. Đây, lưỡng mới sẽ pen. Rồi, giá 5 túi này, giá vẫn vậy nha anh em, giá cũng là 100k đó. Để đo cái xe lưỡng số 12 cho anh em xem. Đây nè, lưỡi phơm nó sẽ cong như thế này. Đây, đó. Đây. Anh em câu biển nha, săn hàng. Rồi, anh em câu ngâm. Đây, ngon lành nhé. Phơm nó cong thế này. Đó. Rồi. Giá mã số 12 chảo vẫn là 100k nha anh em. Tiếp theo mã số 13 gửi cho anh em 1 2 3 4 5 năm tuổi. Đây là lưỡi Kamakatsu size số 15 nhé. Đây vẫn là lưỡi dạng cong vô, form cong vô. Đây, dạng cho anh em câu ngâm săn hàng. Lưỡi Kamakatsu size số 9 đó, bịch này cũng tương đối nhiều nha. Kamakatsu size số 2 đó. Kamakatsu size số 3, hoặc bịch lưỡi Nhật nhé. Đây, để mình đo cái xe lưỡng số 3 cho anh em xem. Số 3 nãy có đo rồi, thì mình sẽ đo cái bịch số 15 nha anh em. Bịch săn hàng câu ngâm. Tôm lưỡng đây. Giá vẫn vậy nha anh em, giá cũng là 100k. Anh em xem nhé. Đây. Ngon lành nha anh em. Rồi, giá mã số 13, giá cũng là 100k nhé. Tiếp theo mã số 14. 14 gửi cho anh em là 1 2 3 4 5 5 tuổi nha. Lữ Owin nè, lữ số 11 nè. Phơm gọng dài, phơm cong. Lữ Kamakatsu xe số 10 lữ Owin xe số 10 luôn. Owin xe số 12, Kamakatsu xe số 9 và Kamakatsu xe số 7 đó. Để mình đo cho anh em cái lần loại này nãy giờ gặp nhiều mà chưa đo nè. Owin xe số 12, lữ có ngạnh ngược trên lưng nhé. Máy ngạnh ngược này anh em câu bằng con mồi mồi sống, không thôi câu bằng tép nè, câu bằng mồi trùng nè, anh em câu bằng mồi thuốc nè. Đây, nó giữ con mồi cho anh em nha. Đây, có ngăn ngược này nè, dưới này giữ lên nha. Đây, phơm lưỡng nó thế này.
mấy cái này thì nó rất là biển đó. Đây đúng đây, rất là ngon nha anh em. Đây, rất là ngon nhé. Rồi giá một túi này giống là 100k nha anh em, mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 thì gửi cho anh em vẫn là lữ Yamakasu xe số 14 nè. Đó. Yamakasu xe số 13. Lữ xe số 10 lữ Owen xe số 14 nè. Đó. Yamakasu xe số 13 và lữ Yamakasu xe số 16. Cái mã số 15 này về cho anh em câu ngâm nhé, câu ngâm sân hàng lữ tương đối bự nhé. Để mình đo cái lữ này cho đi, Owen xe số 14 này đi. Đó. Lữ này lữ tương đối như này chứ không phải là đây. Lữ này tương đối bự nha. Ngon lành nha anh em. Rồi bằng ôn tập nhé, chuyên về cho anh em nào cũng ngâm sẵn hàng. Rồi giá mã số 15 dán là 100k nhé. Tiếp theo mã số 16. 16 thì gửi cho anh em lữ Owen nè, lữ số 12 nè, lữ vàng nhé. Lữ này anh em về câu đài săn chép ngon lành. Lữ Yamakasu số 15. Lữ này thì lữ Nhật đó. Đó, Yuru gì nè, đó, xe số 15 nhé. Lữ này lữ Owen xe số 11. Bịch này tương đối nhiều nha anh em. Bịch này nhiều. Đây, để mình lấy bịch này mình đo ra đo cho anh em. Lữ này lữ Owen xe số 10. Đó. Đây bịch này nhiều nha anh em. Bịch này về cho anh em sẵn hàng câu đài. Anh em câu cá chép, cá hành, cá cháp ngon lành. Đó. Con bự nó thế này. Lữ này rất là dày luôn nha anh em, cho anh em về săn hàng thả ga luôn, săn chép ngon lành nha anh em. Con lữ nó thế này, lữ khá là bự nha anh em, câu cá tra, câu ngâm, câu sông cũng được, câu biển cũng ngon lành. Rồi mã số 16 giá vẫn là 100k nha anh em, 100k mã số 16. Tiếp theo lên đây sẽ là những bốn mã cuối cùng. Mã số 17. Mã số 17 gửi cho anh em là 1 2 3 4 5 5 tủ nha anh em. Cái bịch số 10 này rất là nhiều luôn nè, bịch số 10 này rất là nhiều lữ luôn. Lữ Yamakasu, lữ Honor, lữ số 12 nè. Đó. Lữ Honor, lữ số 13. Lữ Yamakasu, lữ số 10. Lữ Honor, lữ số 11, lữ có ngành ngược nha. Lữ có ngành ngược. Anh cho anh em rồi. Lữ Honor lữ số 10. Đây. Mã này thì đa phần nãy có đo cho anh em xem hết đây. Về cho anh em màu câu ngâm nhé. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là vẫn là 100k nha anh em. 100k mã số 17. Rồi, lên đây, tiếp theo mã số 18. Mã số 18 gửi cho anh em lốc lữ này dạng sân hàng nhé. Đây, lữ Honor lữ Owen xe số 16 nè, lữ này bự nha, sân hàng. Lữ Yamakasu xe số 15, vẫn là lữ sân hàng. Lữ Owen xe số 16, vẫn là lữ sân hàng luôn, lữ bự nha. Lữ Owen xe số 12, gọng này gọng bự luôn. Lữ Owen xe số 11, lữ quang, lữ này vẫn là lữ bự. Để đo cái lữ này đi, xe số 16 này cho anh em xem nha. Những xe lữ này nó sẽ na ná nhau nha anh em. Lữ xe lữ này sẽ na ná nhau. Có cái này thì hơi nhỏ một tí. Đây. Đó cái này. Về cho anh em câu ngâm săn hàng. Cái săn hàng hơi quá nhưng mà chiên về cho anh em câu mấy cá bự bự nha anh em. Đây. Lữ cái đầu lữ nó rất là bén nha. Đó, đây con quạng. Rất là bén luôn.
Đây, ngon lành nha anh em. Quá ok luôn. Rồi, giá công khai mã số 18, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 18 lửa bự nhé. Tiếp theo mã 19. Mã 19 thì gửi cho anh em ít lửa nhỏ lại. Đây, nữ Gamakatsu size số 9. Gamakatsu size số 6 này nhỏ luôn nha anh em, dạng mini. Đó. Gamakatsu size số 10, lửa form chữ U. Đó. Gamakatsu size số 10, lửa gọng dài. Nữ Owin, nữ size số 8 nha. Lửa này dạng câu cá rô, rô đồng, cá chép, cá phi. Đây, ngon lành. Phẩm đây. Để mình đo cái size số 10 này cho anh em xem nhé. Mấy túi này là túi mới hết luôn anh này. Còn khá là hết. Nó đây. Được cái là bén nha. Ngon lành nha anh em. Bằng ưu tập nha. Rồi, giá công khai mã số 18, 19, giá cũng là 100k nha anh em. Rồi, để lên cho anh em mã cuối cùng, mã số 20. 20 gửi cho anh em là 1 2 1 2 3 4 5 tủ nha. Đây, Gamakatsu size số 10. Gamakatsu size số 11. Số 1 là lữ xịn nha anh em. Có ngành ngược nha. Lữ này rất là nhiều luôn. Gamakatsu size số 9. Lữ này về cho anh em gô đồng, cá phi. Gamakatsu size số 11. Đó. Và đây là Gamakatsu size số 11. Đây. Phần lữ ta ná nha. Đó. Để mình lấy cái số 11 này ra đo cho anh em. Lữ này rất là xịn nha. Túi này còn mới luôn nha, mới cứng luôn. Đó này cũng ngành ngược cho anh em. Đây, ngành ngược trên lưng nè. Đó. Rất là biển nha. Đây. Ngon lành nha anh em. Ngon lành nhé. Rồi, giá mã số 20, giá vẫn là 100k nha anh em. 100k mã 20. Rồi, đó tổng cộng 20 mã lữ lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop số điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Thì anh em mua hàng thì liên hệ cái số điện thoại để góc này màn hình nha anh em. Đó.